Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện ăn bánh bao lúc đã thấp. Đây là chuyện có thật, không phải bịa đặt. Ở chùa Thiên Đồng tại tỉnh Ninh Ba bên Trung Quốc, có vị phương trưởng tên Mật Vân. Ngài là một vị minh nhãn thiền tri thức. Thầy Duy Na cũng là một vị minh nhãn thiền tri thức. Song lòng từ bi của thầy Duy Na thì quá rộng lớn, còn lòng từ bi của phương trưởng thì lại hạn hẹp. Ngài Mật Vân thì có tác phong Ma Ha Tát, chẳng để ý đến ai cả, còn ngài Duy Na thì chủ trương Bồ Đề Tát Đọa, thích lo chuyện người. Vì hai vị có tư tưởng khác biệt nên lối cư xử cũng có phần xung khắc. Trong lúc đã thấp, ai ai cũng dũng mãnh tinh tấn ngồi thiền cầu trí huệ giải thoát. Một đêm nọ, vị Duy Na từ bi này thấy đại chúng vì quá đói bụng nên chẳng còn tinh thần nào ngồi thiền được. Có vị bị hôn trầm, có vị thì tâm tán loạn, hoặc nếu không ngủ gật thì cũng ngồi sụm. Bình thường khi ngồi thiền người ta cao khoảng 3 feet Mỹ, nhưng vì bụng đói quá không ngồi thẳng lưng được, bị khòm xuống nên chỉ còn cao hơn 1 feet rưỡi, do đó gọi là ngồi sụm. Khi hiện tượng này xảy ra thì chẳng ai còn tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thầy Duy Na thấy vậy mới khởi lòng thương xót, và vì muốn giữ sức khỏe cho đại chúng, thầy bèn nhập định dùng thần thông vào nhà bếp lấy cắp một mớ cơm cháy đem phân phát cho mỗi người một ít. Khi xá thiền, lúc mọi người mở mắt ra thì thấy trên đùi có sẵn miếng cơm cháy, liền rón rén ăn hết. Bởi vì người là sắt, cơm là thép, nên sau khi ăn vào, ai ai cũng liền khôi phục lại được tinh thần. Lúc đi nhiễu và ngồi thiền, không cảm thấy mệt mỏi nữa. Chẳng còn như lúc trước, vì bụng đói, không thể đi nhiễu được nên phải ngồi qua một bên để nghỉ mệt. Sau khi thầy Duy Na lấy trộm cơm cháy được 2 ngày liên tiếp, để cho đại chúng ăn lót dạ, đến ngày thứ 3 thì bị phương trưởng phát giác ra chuyện ăn cắp này, nên bị đuổi ra khỏi chùa. Sự việc này xảy ra như sau. Buổi sáng ngày thứ 3, thầy quản lý nhà bếp phát hiện ra rằng cơm cháy ngày hôm qua đã biến mất, và thầy nghĩ là chắc có chú chuột nhỏ nào đã sờ hết cơm cháy của mình rồi. Vì là nhiệm vụ của thầy nên thầy mới báo cáo chuyện này lên phương trưởng để xin ý kiến. Ngài phương trưởng dạy rằng được rồi, phải bắt con chuột đó. Đến tối, ngài phương trưởng nhập định quan sát mới phát giác ra là thầy Duy Na đã trộm cơm cháy của nhà bếp trong lúc nhập định. Nhân đó, ngài mới đem nhục thân của thầy Duy Na giấu dưới ghế ngồi. Lúc thầy Duy Na xuất định thì không thấy nhà, tức là nhục thân của thầy đâu nữa. Thầy tìm kỹ khắp mọi nơi, thì cuối cùng mới thấy nhục thân mình nằm ở dưới ghế, nên mới kéo nó ra. Lúc bấy giờ, ngài phương trưởng mới bảo, thầy làm gì vậy? Thầy quả là một con chuột lớn nha. Thầy dám ăn cắp cơm cháy ở nhà bếp hả? Thầy có biết là thầy đã phạm giới không? Ai phạm giới sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Ngày mai thầy phải đi, chúng tôi không thể lưu giữ thầy ở đây nữa. Ngài Duy Na thưa, bạch ngài, ngài đuổi tôi đi thì được rồi, song tôi muốn xin ngài một việc, mong ngài thuận cho. Vị phương trưởng hỏi, thầy sắp ra đi còn muốn yêu cầu gì nữa? Thầy Duy Na thưa, các thiền sinh nhất định phải được ăn đủ no mới có thể dùng công tu hành. Nếu ăn không no, chắc chắn không thể tu được. Do đó, tôi mới vào nhà bếp lấy trộm cơm cháy để cho đại chúng dùng, chẳng phải để tôi ăn. Tôi hy vọng ngài phương trưởng từ bi, mỗi tối cho mỗi người ăn 2 cái bánh bao. Được vậy thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ ngài. Tôi ra đi rồi, chẳng còn gì bằng tâm nữa. Vị phương trưởng suy nghĩ và thấy có lý. Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn lời yêu cầu của thầy. Từ đó về sau, khi nào đã thiền tập, mỗi người được ăn 2 cái bánh bao vào buổi tối. Thầy Duy Na lại hỏi phương trưởng, thưa ngài, tôi nên đi về đâu? Thầy phương trưởng đáp, thầy hãy đến tỉnh Tứ Xuyên xây dựng đạo tràng, các vị hộ pháp ở đó có thiện duyên với thầy. Bây giờ thầy Duy Na mới dùng phép thần túc thông để đến tỉnh Tứ Xuyên. Thầy thấy 2 cây quế cao to, cành lá xum xuê, nên ngồi thiền giữa 2 cây quế ấy. Nhờ vị hộ pháp và cư sĩ thấy thầy ngồi thiền dưới gốc cây, nhận ra thầy là bậc chân tu, một vị cao tăng đức hạnh. Đó họ xây một ngôi chùa dưới 2 cây quế ấy lấy tên là Sông Quế Đường. Tại đây thầy truyền pháp và thâu nhận đệ tử.
Về sau, rất nhiều người tham thiền được khai ngộ và thầy trở thành vị tổ đầu tiên. Ha ha ha, 问什么的说呵。